Phần tiếp theo mình học đó là thuốc cốm. Thuốc cốm thì đầu tiên mình sẽ đi tới cái định nghĩa và phân loại. Thuốc cốm thì mình đã biết, mình đã thấy tận mắt của nó rồi. Nên thầy ở đây thầy lướt sơ cái định nghĩa của nó thôi, là cái dạng thuốc rắn và nó có những cái hạt nhỏ xốp hay là những cái sợi ngắn ngắn mà xốp, đúng không? Rồi mình có thể dùng để uống với một ít nước hoặc là mình pha thành dung dịch, pha thành hỗn dịch. Rồi. Thuốc cốm thì nó có nhiều cái dược chất, rồi tá dược độ, tá dược dính, tá dược rã, vân vân. Cái mình đi cái phần chính của mình là kiểm nghiệm một số cái chỉ tiêu. Đó là thứ nhất là hình thức. Hình thức thì yêu cầu chung của thuốc cốm là nó phải khô đồng đều về kích thước hạt, vân vân, không có hiện tượng hút ẩm. Không hiện tượng hút ẩm thì xíu mình sẽ đi tới cái chỉ tiêu thứ hai, đó là độ ẩm. Độ ẩm thì người ta sẽ quy định là các thuốc cốm là nó có độ ẩm không quá 5%. Như vậy mình phân biệt với thuốc bột hồi nãy nha. Thuốc bột là người ta yêu cầu độ ẩm không quá 9%. Còn đối với thuốc cốm thì độ ẩm không quá 5%. Đó, độ đồng đều khối lượng thì mình sẽ làm theo phương pháp 2 hoặc phương pháp 4. Hồi nãy thầy giới thiệu cho các bạn rồi đó. Độ đồng đều hàm lượng. Thì đối với những cái thuốc cốm đóng gói một liều, và cũng có cái hàm lượng hoạt chất dưới 2mg hoặc dưới 2% thì mình mới thử độ đồng đều hàm lượng. Được chưa? Thử độ đồng hàm lượng. Và định tính định lượng thì theo những cái hoạt chất riêng thôi. Mỗi cái hoạt chất mỗi khác nên thầy sẽ không giới thiệu chung ở đây. Rồi bảo quản thì theo quy định. Rồi đối với cốm sủi bột thì đối với cái dạng thuốc này thì mình có một cái chỉ tiêu đặc biệt kèm theo, đó là độ rã. Độ rã. Những cái loại cốm khác thì mình không cần phải thử độ rã, riêng đối với cốm sủi bột thì mình phải thử độ rã. Cái cách thử sử thì bạn cũng nhìn theo quy trình ở dưới đây, là mình lấy lượng cái thuốc cốm tương ứng với một đơn vị phân liều mà mình cho vào 200ml nước ở nhiệt độ là 15 cho tới 25 độ C là mình thử, và như vậy với 6 liều ha, thử với 6 liều và chế phẩm, nếu như mỗi liều này nó phải rã trong 5 phút thì nó mới đạt. Thì yêu cầu là nó phải rã trong vòng 5 phút. Như vậy nó cũng tương tự như độ tan đối với cái thuốc bột sủi. Bây giờ thuốc cốm sủi thì người ta kiểm cái độ rã, cái cách tiến hành tương tự nhé. Rồi ở đây thì thầy liệt kê lại cho mấy bạn một cái bảng so sánh các cái chỉ tiêu kiểm nghiệm của thuốc bột với thuốc cốm. Mình có thể nhìn vô cái bảng này để mình học bài cho nó dễ. Ví dụ nè, thuốc bột, thuốc cốm thì về tính chất đều phải kiểm hết, đúng không? Về độ ẩm thì thuốc bột là người ta yêu cầu là phải nhỏ hơn bằng 9%, đối với thuốc cốm thì là nhỏ bằng 5%. Tương tự vậy mình nhìn vô cái bảng này, ví dụ như thử dưới hạ nhiễm khuẩn thì đa phần là thuốc cốm không có kiểm. Thuốc bột này là những thuốc bột dùng ngoài, dùng cho mắt hay là pha tim thì phải thử ra. Thử vô khuẩn thì là đặc biệt là những cái thuốc dùng ngoài hay là thuốc tim vân vân phải thử ra. Rồi đối với bột sủi thì mình phải kiểm thêm độ tan, đối với cốm sủi thì mình phải kiểm thêm độ rã. Đây là cái bảng tổng kết, là mình nhìn vô cái bảng mình dễ nhớ hơn. Rồi đây là một số cái ví dụ về thành phần của thuốc bột Orizon, thì cái này các bạn có thể tự đọc cũng được. Rồi thuốc bột, thuốc cốm, thuốc vân vân, thì đây là một số cái công thức ví dụ thôi, mình tự đọc được. Thầy hỏi mấy bạn một cái này nè. Ví dụ như là cái thuốc bột gói paracetamol, mấy bạn nhìn cái ví dụ này, thuốc bột gói paracetamol trẻ em, thì trong cái thuốc bột gói này nó có hàm, nó có ba cái hoạt chất, thứ nhất là acetaminophen, thứ hai là thiamin và thứ ba là chlorpheniramine maleate. Thì cái hàm lượng của nó giảm dần nè. Cái acetaminophen này á, là nó 325mg, rất lớn là không nói nè, nhưng mà cái thằng nhỏ nhất là thằng chlorphe 2mg. Theo mấy bạn thì cái thuốc bột gói paracetamol này có cần phải kiểm đồng đều hàm lượng đối với chlorphe hay không? Để mình xem lại thử nha, có cần phải kiểm hay không? Nào, theo như cái hồi nãy giờ thầy giảng, cái quy định khi mà phải kiểm độ đồng đều hàm lượng đối với một hoạt chất là nó phải dưới 2mg hoặc dưới 2%. Cái thằng này dưới 2mg đúng không? Không đúng, thằng này là 2mg mà, đâu phải là dưới 2mg đâu. Vậy theo cái quy định đó thì thằng này không cần phải kiểm. Tuy nhiên nó rơi vào cái trường hợp là dưới 2%, mấy bạn tính thử phần trăm đi.
Cái gói này chắc chắn là nó mấy bạn cộng tổng nó lại là 300, tính riêng hoạt chất thôi nha, là tổng khối lượng của gói này nó phải là 337 đúng không? 337. Tuy nhiên thêm tá dược này kia thì nó rất là lớn, nó khoảng là 300 mấy 400 gì đó. Như vậy cái hoạt chất clofen nó chỉ là 2 mg thôi. 2 mg, mấy bạn lấy 2 mg này nhân 100 chia cho tổng khối lượng gói, chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 2%. Như vậy mình vẫn phải kiểm đồng đều hàm lượng đối với clofen. Được chưa? Mình coi kỹ lại cho thầy là cái cách đánh giá độ đồng đều khối lượng và độ đồng đều hàm lượng. Kỹ cái phần này. Còn một số cái tính chất của thuốc bột và thuốc cốm á, một số cái chỉ tiêu kiểm nghiệm của thuốc bột, thuốc cốm thì mình nhìn trong cái bảng là tóm tắt lại được rồi nha. Như vậy ở phần thuốc bột và thuốc cốm này thì đây là cái phần quan trọng của cái buổi số 3. Thì mình cần nắm cho thầy đó là đối với liệt kê được một số cái chỉ tiêu kiểm nghiệm nói chung, chỉ tiêu ví dụ thuốc bột, những cái chỉ tiêu nào liệt kê ra thôi, tính chất, định tính, định lượng và vân vân. Rồi có những cái dạng thuốc đặc biệt thì có những cái chỉ tiêu nào, ví dụ như là thuốc bột sủi thì phải có cái chỉ tiêu thêm đó là độ tan và cái cách thử của nó như thế nào, cách đánh giá nó như thế nào. Đối với thuốc cốm thì bột cốm sủi á, thì có thêm cái chỉ tiêu đó là độ rã, cách tiến hành và đánh giá như thế nào, và tập trung quan trọng vào cái cách đánh giá và tiến hành cái độ đồng đều khối lượng theo các phương pháp, tiến hành độ đồng đều hàm lượng khi nào và cái cách đánh giá nó như thế nào. Coi kỹ là cho thầy cái phần đó, và mình sẽ thi giữa kỳ bằng hình thức tự luận, thi giữa kỳ bằng tự luận. Mà cái cách ví dụ cho các bạn một cái bài tập hay là câu hỏi gì đó mình trả lời ngắn nha, còn cuối kỳ thì mình thi trắc nghiệm rồi. Chào các bạn.